Điều thành công nhất mà mình nhận được sau chương trình Dám Ước Mơ Chạm Thành Công đó chính là mình nhận ra là tuổi trẻ thì chúng ta phải có ước mơ, phải có hoài bão. Bởi vì khi đó thì chúng ta sẽ sống những ngày có mục tiêu, có kế hoạch. Chúng ta sẽ sống những ngày có ý nghĩa hơn, không phí hoài tuổi trẻ. Xin chào WhoTech Stories, mình là Nguyễn Ngọc Phương Yến, hiện đang là sinh viên ngành thú y trường Đại học WhoTech. Chọn cái học ngành thú y tại WhoTech thì thực sự là bản thân mình cũng rất là phân vân, đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì mình thấy là mình cũng thực sự yêu thích và đam mê công việc của người nói như là MC. Tuy nhiên mình cũng rất là thích chăm sóc thú cưng. Và khi mà mình mang thú cưng của mình đến phòng khám, mình nhìn những cái vị bác sĩ chăm sóc thì phải nói là giờ mình mê. Mình rất là thấy điều đó rất là ngầu. Và lúc đó thì mình thầm tưởng tượng nha, mình mà được hóa thân vào vị bác sĩ ấy thì hay biết mấy. Và mình cũng có tìm hiểu thì biết được thú y là một ngành cũng rất là tiềm năng trong tương lai, có cơ hội việc làm cao nè, cũng như là có mức thu nhập ổn định. Cho nên đó là lý do mà mình bén duyên với thú y. Mình có tìm hiểu các cơ sở đào tạo ngành thú y trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì thấy là các trường đều có đội ngũ giảng viên rất là giỏi, rất là tận tâm, nhiệt huyết với sinh viên. Tuy nhiên thì ở WhoTech có cơ sở vật chất rất là xịn sò, cũng như là trang thiết bị thì hiện đại tiên tiến thì có thể phục vụ mình học tập. Và khi mà mình học ngành thú y tại WhoTech thì mình sẽ được học trong phòng máy lạnh. Thì khi mà mình học trong một căn phòng thoáng mát, mát mẻ thì tinh thần của mình cũng sẽ thoải mái hơn, dễ chịu hơn nè, tiếp thu bài học tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì WhoTech là chuyên về thú cưng, cho nên nó rất là phù hợp với lại mong muốn của mình. Cho nên là đó là lý do mà mình chọn học ngành thú y tại WhoTech. Khi mà trải nghiệm học tập ngành thú y tại WhoTech thì mình quan sát thấy là khoa có đội ngũ giảng viên rất là giỏi, rất là tận tâm, cũng như là luôn đồng hành và giúp đỡ các bạn sinh viên. Đặc biệt hơn nữa thì WhoTech cũng là một ngôi trường được mệnh danh là ngôi trường sắc màu, môi trường rất là năng động nè, rất là phù hợp với lại bản thân của mình. Ở đây thì mình có thể khám phá được cái tiềm năng của bản thân mình, cũng như là thể hiện và phát triển những cái năng khiếu bản thân. Cho nên là riêng cá nhân của mình nha, nếu mà chấm thì mình cho 10/10. Cả việc học bác sĩ thú y cũng như là công việc MC thì đều là đam mê của mình. Khi mà mình học thì mình sẽ thêm kiến thức, kinh nghiệm để mình có thể chăm sóc động vật nè, cũng như là chăm sóc cả cho bản thân của mình nữa. Còn khi mà mình làm công việc MC thì nó sẽ giúp cho mình có rất là nhiều kỹ năng, cũng như là mở thêm cho mình những cái mối quan hệ. Và ngoài mà học thật tốt những kiến thức chuyên ngành trên trường thì mình cũng thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, cũng như là tổ chức và tham gia một số chương trình với vai trò là MC. Thì khi đó thì mình muốn mang tới hình ảnh của một sinh viên Gen Z vừa đa năng, linh hoạt, hoạt bát, vừa có thành tích học tập tốt, lại vừa có thể đam mê thể hiện bộc lộ được tiềm năng của bản thân mình. Trong chương trình Dám Ước Mơ Chạm Thành Công thì mình đã mang đến hai cái ước mơ. Ước mơ đầu tiên là trở thành MC dự lễ tốt nghiệp của trường. Và bởi vì mình học ngành thú y mà, cho nên là mình cũng muốn kết hợp cái tình yêu sự học và tình yêu nghề nói của mình. Cho nên ước mơ dài hạn của mình hơn là mình mong muốn trở thành chuyên gia dinh dưỡng. Và về lộ trình mà để thực hiện ước mơ ngắn hạn thì sau cuộc thi WhoTech Host thì mình đã trở thành MC của khoa và của trường. Cho nên là mình có 3 bước như sau. Bước 1 thì mình sẽ luôn sửa đổi những cái thiếu sót của bản thân. Còn về bước 2 thì mình nghĩ là mình cũng nên tạo thêm nhiều mối quan hệ, cũng như là ngỏ lời về ý muốn của mình. Thì mình có ngỏ lời với anh MC Hồ Trà Pha, là một anh quản lý MC trong nhà trường, và đã được anh đồng ý. Còn bước 3 của mình thì sẽ là thực hiện ước mơ. Và trường WhoTech thì sẽ có 4 đợt để tổ chức lễ tốt nghiệp, đó chính là tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Thì mình đã được anh Trà Pha đồng ý và cũng như là sẽ thực hiện được ước mơ của mình vào tháng 6 năm 2024. Cho nên mình nghĩ là khi đó thì mình sẽ hoàn thiện được 3 bước để đạt được ước mơ ngắn hạn của mình. Còn về lộ trình để đạt được cái ước mơ dài hạn của mình thì mình có tìm hiểu về chính sách ưu đãi của trường dành cho sinh viên năm tốt cấp thành trung ương, là khi mà đăng ký học thạc sĩ thì sẽ được giảm 30% học phí. Thì khoảng tháng 6 năm 2026 thì mình sẽ dự tính là sẽ tốt nghiệp và đăng ký học thạc sĩ của trường. Mình cũng định hướng là chọn đề tài về dinh dưỡng, cũng như là học thêm các lớp nâng cao ở bên ngoài về dinh dưỡng. Và khoảng năm 2028 thì mình sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, và khi đó thì mình có thể trở thành chuyên gia dinh dưỡng. Thì đó cũng chính là lộ trình cũng như là mốc thời gian để mình thực hiện hai ước mơ ngắn hạn và dài hạn của mình. Điều thành công nhất mà mình nhận được sau chương trình Dám Ước Mơ Chạm Thành Công đó chính là mình nhận ra là tuổi trẻ thì chúng ta phải có ước mơ, phải có hoài bão. Bởi vì khi đó thì chúng ta sẽ sống những ngày có mục tiêu, có kế hoạch. Chúng ta sẽ sống những ngày có ý nghĩa hơn, không phí hoài tuổi trẻ. Và bởi vì chúng ta là tuổi trẻ mà, cho nên đó là cái tuổi mà chúng ta căng tràn giữa sống. Và chỉ cần chúng ta có ước mơ và chúng ta có mục tiêu và chúng ta luôn quyết tâm theo đuổi cái điều ấy thì nhất định là chúng ta sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình.
Và nếu như mà bạn có ước mơ thì Hutech sẽ là nơi luôn đồng hành cũng như là chắp cánh cho bạn. Về Hutech Post 2023 thì lúc đầu mà mình tham gia cuộc thi thì có thể nói là tình cờ, bởi vì mình cũng được thư ký khoa và bạn bè khuyên bảo đi thi, bởi vì thấy là bản thân mình cũng khá là phù hợp với cuộc thi. Tuy nhiên khi mà mình bước vào cuộc thi thì mình thấy có rất là nhiều anh chị và bạn bè rất là giỏi. Từ đó thì mình nhìn nhận lại bản thân của mình à, mình cần phải cố gắng hơn nữa, bứt phá hơn nữa. Và từ đó mình đã đặt một mục tiêu, đó chính là mình phải làm nên chuyện ở cuộc thi này. Đây cũng chính là kế hoạch trong việc mà thực hiện ước mơ của mình. Bởi vì sau cuộc thi ấy thì mình thấy là mình trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều điều hơn, và cũng như là có thêm nhiều kỹ năng và tạo thêm được nhiều mối quan hệ nữa. Thì đây là một cái điều mà từ đó mình có thể mở ra rất là nhiều cơ hội trong cuộc sống cho bản thân của mình, để có thể phát triển bản thân và chinh phục được ước mơ dài hạn của mình. Thì mình luôn cố gắng duy trì kết quả học tập thật là tốt để có thể trở thành chuyên gia dinh dưỡng. Bởi vì mình nghĩ rằng dinh dưỡng là một vấn đề rất quan trọng trong việc chăm sóc thú cưng. Và hiện nay ở Việt Nam thì vẫn còn có một số hộ gia đình chăm nuôi thú cưng sai cách, như là cho chó mèo uống sữa của người. Thì thực ra điều này là không nên, bởi vì sữa của người thì chứa rất là nhiều lacto, và chỉ có con người thì mới có cái hệ enzyme phù hợp để phân giải và hấp thu cái thành phần này. Và hay là mình nghĩ là xa hơn nữa, trong tương lai thì mọi người cũng sẽ quan tâm là ăn như thế nào để cho đẹp lông, đẹp da, ăn như thế nào để hạn chế rụng lông nè, đầy đủ thành phần chất dinh dưỡng và cũng như là tốt cho sức khỏe của thú cưng. Và đó là lý do để mình chọn trở thành chuyên gia dinh dưỡng trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng. Nếu như mà được gửi gắm một thông điệp đến các bạn sinh viên Hutech thì mình nghĩ rằng các bạn sinh viên của chúng ta ai cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, có rất là nhiều nữa là đằng khác. Tuy nhiên á, có lẽ là vì sợ sệt một điều gì đó mà chúng ta vẫn chưa dám thực hiện ước mơ của mình. Thì mình rất là thích một câu nói mà mình muốn gửi gắm cho các bạn rằng: khi mà chúng ta dám thực hiện thì ít nhất cơ hội của chúng ta là lớn hơn 0%. Nhưng khi mà chúng ta không dám thực hiện thì cơ hội của chúng ta là tròn trĩnh 0%. Và mình nghĩ rằng nỗi sợ sẽ sinh ra khi mà chúng ta ngồi chờ. Hành động là cách để chúng ta vượt qua nó. Và nếu như mà chúng ta có ước mơ thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn, dám thử sức bản thân mình. Tại vì dù cho có thất bại thì có lẽ đó cũng sẽ là một bài học kinh nghiệm, hay là sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Và với hành trình của mình đã qua tại Hutech thì mình nghĩ rằng chọn Hutech, chọn thành công.